Xin chào các bạn đã quay trở lại với Far Cry 6. Tiếp tục cái trận hôm trước mình đã thất bại khi mà công kích vào cái thành này, cái doanh trại này. Hôm nay mình sẽ thử sức lại một lần nữa. Đầu tiên là mình sẽ leo lên trên cái tháp nước này để quan sát bọn lính đang bố trí đội hình ở phía trong cái doanh trại. Ở chỗ này nó có thêm một cái bàn để nâng cấp vũ khí này, để mình nâng cấp thử. Chưa có đủ trang bị, mình sẽ lên trên cao này để quan sát, xong đó mình sẽ đột kích xuống. Phía dưới này, ngay chỗ này nó có cái cổng dây để đưa qua. Đầu tiên là mình sẽ nhảy qua cái nóc sân thượng bên kia, thì mình sẽ bắn tỉa thằng ở trên tháp canh. Ok, let's go. Núp vào trong cái đường ống thông gió này. Ok, careful Danny. Sneaky. Nó là một cái tên bắn trẻ. Ôi, nó chưa chết. Toàn rồi. Headshot. Ôi, nó bạo động rồi. Quá chậm, chắc là phải chơi lợi rồi. Rồi, ngã xuống. Dọn vũ khí khác nào, lấy cái súng lửa đi. Còn nào bắt đầu đây. Đâu rồi. Đâu vậy? Ủa đâu mà nó lại... Mình thấy mình mà mình không thấy nó à? À kia rồi. Thấy cái súng tẻ. Thành viên này. Không được, bắn chậm quá. Đi dùng súng lửa. Đâu vậy? Đâu đây à? Đập lực nè. Đấy. Xong phim. Đây cái súng lửa bắn là an toàn nhất. Còn mấy tên đang núp ở dưới này. Phải đổi qua cây AK rồi. Mở cái chân. Wow, cái này là bật ga. Đâu mày? À, ở đây à.
nãy mình bắn tỉa bây giờ có gì bị phát hiện được. Drain the oil and prevent an explosion. Không tên lắp đèn. Hai em. Ồ, khá gọn. Đúng rồi, đúng rồi. Ồ, nó đúp đâu rồi? Thank you.
nổ rồi. Chà, mày đủ dây rồi. Lại đây, lại đây, lại đây. Ê, chạy nha, chạy nha. Yếu mày, đâu rồi? Còn thắt dưới kia rồi. Thank you.
thì một em nữa. Cái bụi nó đông quá. Đây rồi. Gai sọ. Ok rồi. Bây giờ mình sẽ đi vào đây để phá hủy cái căn cứ này. Libertad could have used that. Như vậy là mình đã giải phóng được cái căn cứ đầu tiên. Rất là khó đó. Gasoline. Đây là một cái cảng biển. Game này nó theo giống như GTA lắm. Khi mà mình cướp một cái căn cứ nào thì nó sẽ không về phe đồng mình. Có thể là mình sẽ lưu được game ở đây. Có thể mua đồ ở đây nữa. Benito, the fuel station is open again. You can take as much as you need. Okay, Danny, but now is the hard part. The Comandante Rosario is a murderer, and she's not going to stop. As long as she's alive, this island is safe. I hear you, Benito. Để xem cái chỗ này là tọa độ rồi này. Một cái cảng biển ở phía bờ đông. Thì mình đã có được 3 khu căn cứ để được giải phóng rồi. Ok rồi, video của mình đến đây xin kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đồng hành của mình. Xin mời chào và hẹn gặp lại. You. Yeah, you.